Hello hello, đồng chào anh em. Và sau đây mình sẽ giới thiệu nhanh cho anh em một cái bộ lục giác đầu bi xịn của hãng Vendus, hàng sản xuất tại Mỹ. Đây là một cái bộ 9 chi tiết gồm các kích thước là 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10. Đây, hàng này là hàng sản xuất tại Mỹ, chất lượng của Vendus thì gần như là hàng đầu trên thế giới rồi nha anh em. Con này là mã là 17599, anh em hãy tìm trên website của mình. Cái đầu bi á, là nó có thể nghiêng góc được như thế này. Đó, cái bộ này rất là phù hợp cho chúng ta sử dụng thợ thầy chuyên nghiệp. Thợ thầy chuyên nghiệp nha, sử dụng gia đình thì mua cái này hơi phí, tại vì anh em ít khi nào dùng tới, chất lượng như thế này lắm. Anh em mà thợ thầy chuyên nghiệp sửa chữa thì mua những bộ này sẽ xài rất ok. Hàng này bên Mỹ là lifetime warranty, là bảo hành trọn đời sản phẩm, nên là anh em yên tâm, tức là bên Mỹ là một đời sản phẩm, chẳng hạn như cái này bảo hành 1 năm, mà trong 1 năm đó anh em chỉ cần nó bị hư đúng không, đổi cái mới đó, bảo hành trọn đời nghĩa là vậy đó, là một đổi 100 cái đời cái dòng đời của sản phẩm của mình. Ok, con này thì 584.000, anh em hãy đặt hàng trên website. Mình báo nhanh cho anh em biết qua cửa hàng mình mua. Địa chỉ là 234 Bình Thới, phường 10, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại là 02873007368 hoặc là 0901835483 hoặc là 0916402523. Bật qua. Ok, tôi là Vinh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.